Trong đợt cập nhật mới của Descon Tool, chúng tôi cung cấp một công cụ mà các bạn sẽ rất thích, đó chính là công cụ Online Family. Các bạn có thể hiểu nôm na, đây là một cái server family online và chúng ta sẽ load trực tiếp những cái family đó vào dự án luôn. Đồng thời, khi các bạn có những cái mô hình, những cái family mà các bạn hay dùng, các bạn hãy up ngược lại lên cái server đó. Khi chúng ta đi từ công ty này tới công ty khác, từ dự án này sang dự án khác, hoặc là từ văn phòng tới công trường, chuyển từ máy nọ sang máy kia, các bạn không cần phải copy bộ family nữa, mà bây giờ nó sẽ là lưu trữ dạng online. Chúng tôi xây dựng server này để cộng đồng cùng phát triển cái bộ family và tất cả chúng ta sẽ cùng sử dụng để phát triển thêm về phần Revit. Cụ thể thì cách hoạt động của nó như sau. Khi các bạn vào tab Descongen, tab này sẽ được miễn phí cho cả cộng đồng các bạn nhé. Sau đó chúng ta bấm vào tab là Online Family thì sẽ có một cái giao diện nó xuất hiện. Đây chính là bộ family mà chúng tôi đã tạm thời chúng ta upload trước lên. Rồi sau đó các bạn cần family nào, chúng ta sẽ bấm vào cái mục đó là load đưa vào dự án. Ví dụ bây giờ tôi sẽ load một con bơm này vào chẳng hạn này. Tôi sẽ bấm là load family into project này, load đưa vào dự án. Thì khi đưa vào dự án nó sẽ bắt đầu xuất hiện cho các bạn đặt. Đấy, ví dụ như tôi sẽ đặt một con bơm ở đây. Như vậy là cần cái bơm nào, chúng ta sẽ vào lôi cái bơm đó ra. Thế thì làm thế nào để tìm kiếm được family mà mình mong muốn? Thì các bạn sẽ vào cái giao diện này, search giúp tôi. Chẳng hạn như chúng ta sẽ search là FCU chẳng hạn này. Các bạn sẽ thấy là những thứ mà liên quan tới FCU nó xuất hiện. Chẳng hạn như đây là cái bạt mềm, cái canvas. Hoặc là các bạn muốn search bơm thì các bạn search từ bơm. Thì sẽ ra những cái liên quan đến bơm. Và chúng ta muốn dùng những cái family nào mà nó thường xuyên chúng ta hay dùng ấy, các bạn hãy bấm vào cái hình cái trái tim này này thì nó sẽ lưu trữ lại thành cái phần là favorite và chúng ta bấm vào cái thì nó sẽ xuất hiện những cái nào mà các bạn đã yêu thích hay sử dụng thì nó sẽ tập hợp ở đây. Thế nên những cái bộ nào mà chúng ta hay dùng thì chúng ta có thể cá nhân hóa hoặc là các bạn có thể tìm kiếm theo phiên bản family. Đây chúng ta có thể là lựa chọn 18 này, bỏ tích hết nhé, bỏ tích hết này, ví dụ như là 19 thì những cái family nào thuộc phiên bản Revit 2019 sẽ xuất hiện ở đây. Hoặc là chúng ta sẽ tìm kiếm theo category thì tùy các bạn có thể lựa chọn theo nhiều hình thức để tìm kiếm theo phiên bản này, theo category này hoặc là search theo những cái từ chúng ta mô tả về cái bộ family này thì nó sẽ xuất hiện. Thì đây là cách để các bạn có thể đưa được family từ cái tool của Descon đưa vào trong dự án để dùng. Thế còn ngược lại, nếu các bạn tâm đắc về một cái family nào đó hoặc một bộ nào đó các bạn muốn upload lên trên này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem. Ví dụ tôi sẽ có một cái con chiller như này và tôi muốn upload con chiller này lên. Tôi sẽ kích đúp vào con chiller này để mở nó ra. Sau khi các bạn vào bên trong này rồi, các bạn bấm giúp tôi lệnh là Ctrl S lưu nó lại để nó có một cái đường dẫn nhé. Lưu lại chẳng hạn tôi lưu ra desktop chẳng hạn này, bấm save lại. Sau khi bấm lưu xong, các bạn sẽ vào phần Descongen, chọn giúp tôi vào Online Family và các bạn chọn vào mục có tên ở đây là mục Upload. Lúc này nó sẽ tự động để chụp ảnh cái hình cái chiller này vào phía trong này. Hoặc là nếu mà các bạn có một cái ảnh nào đó các bạn muốn up lên ấy, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể là bấm vào cái phần Load Family này. Đây Load Image này, nó sẽ chọn cho các bạn một cái bức ảnh thay thế vào đó. Hoặc nếu không thì các bạn để nó tự động nó chụp ảnh cũng được. Nó tự động sẽ nhận cho các bạn là 588 KB này, phiên bản Revit 19 này, tên tuổi các thứ là nó tự điền hết cho các bạn. Có mỗi cái phần tag này thì các bạn sẽ điền để khi chúng ta tiến hành tìm kiếm ở đây này, chúng ta sẽ dễ dàng search được. Chẳng hạn như các bạn có bộ family của Descon, các bạn sẽ cho từ đó là Descon. Thì sau này các bạn gõ Descon một cái thì toàn bộ tất cả family của Descon sẽ hiện ra. Hoặc là tên công ty của các bạn, ví dụ như là Sigma Hawi Re chẳng hạn, thì các bạn sẽ gán thêm cái tag là Re Sigma Hawi. Thì sau này chúng ta search từ khóa đó thì toàn bộ các family, bộ family của chúng ta sẽ đưa ra. Hoặc là các bạn có thể điền chính tên của các bạn, ví dụ như tôi là Mr. Nam chẳng hạn như này. Thì khi mà chúng tôi đi search cái từ là Mr. Nam ở đây cái thì lập tức những family nào mà có cái từ khóa là Mr. Nam sẽ hiện lên. Tất nhiên là các bạn thêm những cái mô tả khác để người khác có thể dùng được nhá. Các bạn ngăn cách nhau bằng dấu phẩy. Ở đây chẳng hạn như tôi sẽ cho đó là Chiller này, hoặc là tôi sẽ cho từ đó là Chen này. Đấy, hoặc là của hãng khác thì các bạn điền thêm các hãng khác vào. Các bạn sẽ cho là bao nhiêu tôn nữa đây chẳng hạn thì cái này các bạn sẽ mô tả vào đây giúp chúng tôi. Sau khi các bạn bấm là upload thì cái family này sẽ được đẩy lên trên server. Trong trường hợp này chúng tôi đã upload cái family này rồi nên ở đây nó hiện ra một cái thông báo là cái family này đã tồn tại nên tôi sẽ bấm OK. Thì khi mà cái family này lên server xong chúng tôi sẽ tiến hành là kiểm duyệt và sau khi duyệt xong thì family của các bạn sẽ xuất hiện ở đây. Như vậy các bạn thấy rằng là đây chính là một cái server family online. Chúng ta có thể load lấy bất kỳ khi nào, chỉ cần có mạng chúng ta sẽ tải được family về thả trực tiếp vào trong mô hình.
Tiếp theo là có những bộ family nào các bạn hay dùng, chúng ta có thể áp ngược lên trên này cho chính bản thân các bạn dùng, công ty các bạn, rồi cộng đồng dùng. Dần dần chúng ta sẽ tích lũy tạo được một cái bộ thư viện dùng chung cho cả cộng đồng Mac, giúp cho mọi người phát triển về cái phần mềm này được nhanh hơn nhé. Và để có thể sử dụng được bộ tool này, các bạn hãy bấm vào phần mô tả phía bên dưới, chúng tôi đã đính kèm một đường link, các bạn hãy tải cái bộ tool này về cài đặt là chúng ta có thể sử dụng. Ngoài ra cuối tuần này chúng tôi có tổ chức chương trình đào tạo combine hầm trực tiếp trên mô hình thực tế qua phần mềm Zoom, diễn ra vào 7 giờ tối đến 10 giờ tối ngày 26 và ngày 27 tháng 10. Các bạn có thể đăng ký tham gia bằng cách cũng bấm vào cái phần mô tả chúng tôi đã đính kèm sẵn đường link. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.